Dạ vâng ạ. Kính thưa ban giám đốc và kính thưa các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu. Sau đây tôi xin trình bày chuyên đề rối loạn chuyển hóa lipid sử dụng các thuốc non-statin. Như chúng ta đã biết, định nghĩa rối loạn lipid máu là tình trạng tăng cholesterol, triglycerides huyết tương hoặc là cả hai, hoặc là lipoprotein tỷ trọng thấp góp phần vào sự phát triển của xơ vữa động mạch. Nguyên nhân thì có thể là tiên phát hoặc là thứ phát. Và việc chẩn đoán thì dựa vào việc đo nồng độ cholesterol, triglycerides và các lipoprotein trong huyết tương. Việc điều trị thì phối hợp giữa việc thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập và các thuốc làm giảm mỡ máu. Phân loại của tăng mỡ máu thì chúng ta chia ra làm 3 nhóm, hoặc là tăng cholesterol máu đơn thuần, hoặc là tăng triglycerides máu đơn thuần, hoặc là tăng mỡ máu hỗn hợp, tức là tăng cả cholesterol và triglycerides. Trong khuôn khổ buổi trình bày ngày hôm nay, tôi xin trình bày 3 vấn đề. Thứ nhất là ảnh hưởng của cholesterol tàn dư lên bệnh lý tim mạch do xơ vữa ở bệnh nhân có tăng triglycerides. Thứ hai là vai trò của chỉ số nông HDL cholesterol và vai trò dự phòng biến cố tim mạch. Và ý thứ ba đó là nhóm bệnh nhân cần đạt cái mục tiêu nông HDL cholesterol và liệu pháp điều trị. Thì đã có rất là nhiều cái nghiên cứu chỉ ra rằng nông HDL cholesterol là yếu tố dự báo độc lập và mạnh mẽ về nhồi máu cơ tim không tử vong. Trong đó có nghiên cứu Paris là một cái nghiên cứu lớn trên 1.514 bệnh nhân tham gia, có độ tuổi trung bình là 61, với những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành, được điều trị nong động mạch vành qua da hoặc là phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành và có thời gian theo dõi là 5 năm. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng cả chỉ số LDL cholesterol và nông HDL cholesterol đều là những yếu tố dự báo độc lập và mạnh mẽ về nhồi máu cơ tim không tử vong. Một cái nghiên cứu lớn khác, một nghiên cứu gộp trên 38.153 bệnh nhân được chỉ định điều trị liệu pháp statin với mục tiêu là để đánh giá cái mối tương quan mạnh mẽ của các liên kết của LDL cholesterol, nông HDL cholesterol và ApoB với nguy cơ tim mạch ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp statin trong khoảng thời gian theo dõi là 1 năm, với kết cục chính là để đánh giá thời gian xuất hiện biến cố tim mạch chính đầu tiên, bao gồm nhồi máu cơ tim tử vong hoặc không tử vong, bệnh lý mạch vành khác có tử vong, nhập viện do đau ngực không ổn định, đột quỵ có tử vong hoặc không tử vong. Thì nghiên cứu này cho thấy cái tiềm năng mà biến cố tim mạch vẫn còn khi bệnh nhân đạt cái mục tiêu LDL cholesterol mà chưa đạt mục tiêu nông HDL cholesterol. Khi bệnh nhân đạt cái mục tiêu LDL cholesterol mà vẫn chưa đạt được cái mục tiêu nông HDL cholesterol thì những cái tiềm năng nguy cơ biến cố tim mạch vẫn còn là rất là cao. Một cái phân tích dữ liệu gộp từ 19 quốc gia ở châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ cũng đã cho thấy rằng chỉ số nông HDL cholesterol sẽ dự báo biến cố tim mạch cho thấy sự khác biệt mạnh mẽ theo từng cái ngưỡng nồng độ. Tức là khi cái ngưỡng nồng độ nông HDL cholesterol càng cao thì cái tỷ lệ biến cố tim mạch tích lũy cũng sẽ càng cao ở cả nhóm nam và nữ. Nông HDL cholesterol có tương quan mạnh mẽ với sự tiến triển của việc xơ vữa động mạch, đã được khẳng định từ dữ liệu từ 9 cái thử nghiệm lâm sàng trên 4.957 bệnh nhân bị động mạch vành đã được siêu âm nội mạc hàng loạt. Và đã cho thấy rằng có sự tương quan tuyến tính rất là chặt chẽ. Phần trăm thay đổi về thể tích cái mảng xơ vữa này bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố nông HDL cholesterol. Vậy thì ý nghĩa của cái chỉ số LDL cholesterol và nông HDL cholesterol thì khi chúng ta sử dụng sẽ có những ưu điểm và những nhược điểm gì? Với chỉ số LDL cholesterol thì có ưu điểm là được sử dụng rất là rộng rãi, có bằng chứng mạnh, có mục tiêu điều trị rõ ràng và là mục tiêu điều trị đầu tiên trong tất cả các khuyến cáo. Tuy nhiên thì có một vài cái nhược điểm, đó là khi ta cần đo trực tiếp khi triglycerides trên 400mg trên decilit hay là trên 4,5mmol trên lít, nó không phản ánh được đầy đủ các cái nguy cơ tim mạch tồn dư hoặc là tổng lượng cholesterol tiềm năng gây xơ vữa ở những người bệnh có bệnh đái tháo đường này, béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa. Còn chỉ số nông HDL cholesterol thì có ưu điểm là tính toán thì đơn giản, không cần thêm chi phí xét nghiệm. Chúng ta chỉ cần đo lường tổng lượng cholesterol tiềm năng gây xơ vữa. Bệnh nhân không cần phải nhịn ăn vì chỉ yêu cầu đo thì tổng lượng cholesterol và HDL cholesterol để ta tính toán ra nông HDL cholesterol. Và là mục tiêu điều trị thứ hai trên nhóm bệnh nhân tăng triglycerides và đái tháo đường.
và có thể được sử dụng ở bệnh nhân có triglycerides trên 400 mg/dL. Tuy nhiên thì nó cũng chưa được sử dụng rộng rãi và là mục tiêu điều trị trong các cái nghiên cứu lớn. Vậy thì nhóm bệnh nhân nào chúng ta cần đặt mục tiêu nông HDL cholesterol và cái liệu pháp điều trị là như thế nào? Đã có rất là nhiều những khuyến cáo gần đây nói lên vai trò của chỉ số nông HDL cholesterol và đưa ra những cái khuyến cáo về việc điều trị tăng triglycerides. Đây là một cái khuyến nghị dựa trên sự đồng thuận từ Hội sơ vữa động mạch châu Âu và Liên đoàn hóa lâm sàng và xét nghiệm y khoa châu Âu đã cho thấy nông HDL cholesterol là mục tiêu điều trị trên bệnh nhân tăng triglycerides với ngưỡng từ 175 đến 880 mg trên decilit hay là từ 2 đến 10 mmol trên lít. Khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 cũng một lần nữa nhấn mạnh việc đánh giá chỉ số nông HDL cholesterol là rất quan trọng, đặc biệt là ở những bệnh nhân có triglycerides tăng cao, những bệnh nhân có bệnh tiểu đường, bệnh béo phì hoặc là có chỉ số LDL cholesterol thấp với khuyến cáo mạnh ở mức 1C. Khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 cũng khuyến cáo rằng mục tiêu nông HDL cholesterol sẽ trên mục tiêu LDL cholesterol 30 mg trên decilit hay là 0,8 mmol trên lít. Tức là với cái mục tiêu để chúng ta đạt LDL cholesterol thì chúng ta sẽ chia ra ở các cái ngưỡng mức độ nguy cơ là rất cao, cao, trung bình hoặc là thấp. Thì với mục tiêu để đạt LDL cholesterol sẽ có những cái ngưỡng ở ngưỡng rất cao sẽ là dưới 55 mg trên decilit, ở ngưỡng cao sẽ là dưới 70 mg trên decilit, ở ngưỡng trung bình thì sẽ là dưới 100 mg trên decilit, ở ngưỡng thấp thì sẽ là dưới 116 mg trên decilit. Thì cái mục tiêu nông HDL cholesterol chúng ta cần đạt được thì chúng ta lấy các cái chỉ số này ở các cái ngưỡng rất cao, cao, trung bình và thấp, chúng ta cộng thêm 30 mg trên decilit thì sẽ ra cái mục tiêu nông HDL cholesterol cần đạt. Dựa vào cái công thức tính toán của chỉ số nông HDL cholesterol thì chúng ta cũng đã nhận thấy rằng là khi chúng ta kiểm soát bệnh nhân đã điều trị bằng statin rất là tốt và đã đạt được cái chỉ số LDL cholesterol ở mức tối ưu rồi nhưng bệnh nhân vẫn còn tăng triglycerides thì cái mục tiêu đạt nông HDL cholesterol chúng ta vẫn chưa thể tối ưu hóa được. Vì vậy mà có những khuyến cáo tiếp theo đã đưa ra cái hướng điều trị tăng triglycerides, đặc biệt là trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2020 đã đưa ra khuyến cáo đối với những bệnh nhân tăng triglycerides thì sẽ được xác định và đạt mục tiêu LDL cholesterol, sau đó xác định mục tiêu nông HDL cholesterol, loại trừ và điều trị nguyên nhân thứ phát gây tăng triglycerides và thực hiện thay đổi lối sống. Với những bệnh nhân mục tiêu nông HDL cholesterol không đạt, có triglycerides tăng thì sẽ được chia ra làm hai nhóm. Nhóm mà bệnh nhân có triglycerides lớn hơn bằng 10 mmol trên lít thì lúc này mục tiêu chính của chúng ta là ngăn ngừa viêm tụy cấp bằng cách là giảm triglycerides hơn nữa, bằng cách thay đổi lối sống tích cực, xem xét thêm fibrat hoặc axit béo omega 3, xem xét thêm axit béo chuối trung bình và có sự tư vấn chuyên khoa. Với những trường hợp mà triglycerides dưới 10 mmol trên lít thì mục tiêu chính lúc này là giảm nguy cơ tim mạch, phụ thuộc vào nguy cơ tim mạch tổng quan và đánh giá thêm việc giảm chỉ số nông HDL cholesterol và xem xét giảm thêm LDL cholesterol tối ưu, xem xét thêm fibrat và hoặc axit béo omega 3. Hội Tim mạch Việt Nam cũng đã có những khuyến cáo đồng thuận về việc điều trị tăng triglycerides. Trong đó thứ nhất vẫn là phòng ngừa viêm tụy cấp ở trường hợp bệnh nhân có triglycerides trên 500 mg/dL, và mục tiêu thứ hai là phòng ngừa các biến cố tim mạch đối với những trường hợp mà triglycerides từ 200 đến 499 mg/dL. Với chỉ định dùng thuốc là khi triglycerides trên 500 mg/dL thì chúng ta sẽ dùng thuốc làm giảm triglycerides phối hợp với việc thay đổi lối sống để phòng ngừa viêm tụy cấp. Khi triglycerides từ 200 đến 499 mg/dL thì chúng ta tính chỉ số nông HDL cholesterol và điều trị theo mục tiêu nông HDL cholesterol. Khi triglycerides từ 150 đến 200 mg/dL thì chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống.
các nhóm thuốc điều trị mỡ máu nonstatin, trong đó có fenofibrat, trong các hướng dẫn điều trị rối loạn mỡ máu khi triglycerid trên 200 mg trên decilit đã được thể hiện, đã được khẳng định về vai trò trong tất cả các khuyến cáo từ những năm 2015 đến nay. Trong đó khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Việt Nam năm 2015 đã chỉ ra rằng điều trị tăng triglycerid bằng fibrat có thể làm giảm đến 13% các biến cố tim mạch chính, với chủ yếu là biến cố mạch vành, và lợi ích của fibrat có thể thể hiện rõ hơn khi triglycerid trên 2,3 mmol trên lít, tức là trên 200 mg trên decilit. Khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết Mỹ năm 2020 cũng khẳng định bệnh nhân tăng triglycerid máu không có bệnh tim mạch sinh sơ vữa hoặc là bệnh nhân đái tháo đường với lớn hơn bằng hai yếu tố nguy cơ thì triglycerid dưới 1,7 mmol trên lít sẽ là mục tiêu. Và nếu không thể đạt được bằng liệu pháp statin thì fibrat, thì ta thêm fibrat hoặc omega 3 hoặc là niacin là có thể được cân nhắc. Khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2021 cũng nhấn mạnh bệnh nhân đang sử dụng statin đã đạt được mục tiêu LDL cholesterol và có mức triglycerid trên 2,3 mmol trên lít, tức là trên 200 mg trên decilit, thì chúng ta cân nhắc thêm fenofibrat hoặc là benzafibrat. Và mới đây trong khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khẳng định là liệu pháp phối hợp giữa statin và fenofibrat có thể được xem xét ở nam khi tăng triglycerid trên 204 mg trên decilit, tức là trên 2,3 mg trên lít, và khi mà HDL cholesterol dưới 34 mg trên decilit là dưới 0,9 mmol trên lít ạ. Ngoài bên cạnh cái hiệu quả điều trị và kiểm soát những cái chỉ số nông HDL cholesterol thì nhóm thuốc nông statin trong đó có fenofibrat còn được khuyến cáo sử dụng nhằm giảm tiến triển các bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường. Điều này đã được khẳng định qua rất nhiều những khuyến cáo của các nước từ những năm 2018 đến năm 2022. Trong đó có Hiệp hội Đái tháo đường của Canada, Hiệp hội Đái tháo đường của Australia đã khuyến cáo fenofibrat có thể thêm vào giải pháp statin có thể được sử dụng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 để làm chậm tiến triển của bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường. Fenofibrat được phê duyệt sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh lý võng mạc, bệnh nhân đái tháo đường và có lợi ích rõ rệt. Hội Nội tiết của Việt Nam năm 2019 cũng đã khẳng định về lợi ích bảo vệ võng mạc của nhóm thuốc nonstatin không phụ thuộc vào bệnh nhân là có rối loạn lipid máu hay không. Và Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 cũng một lần nữa khẳng định fenofibrat làm giảm tiến triển của bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường. Khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2020, Bộ Y tế Việt Nam năm 2020 cho thấy fenofibrat với hàm lượng 145 mg một ngày được chỉ định mà không cần có tăng triglycerid nếu có bằng chứng biến chứng võng mạc không tăng sinh nhẹ. Và mới đây Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ năm 2022 đã khuyến cáo ở bệnh nhân có rối loạn lipid máu có sự tiến triển bệnh lý võng mạc có thể chậm lại bởi liệu pháp fenofibrat, đặc biệt là ở giai đoạn không tăng sinh nhẹ tại thời điểm ban đầu. Sau đây là một số cái nghiên cứu lớn về chỉ ra được vai trò của các nhóm thuốc điều trị mỡ máu nonstatin, trong đó có fenofibrat, có tác động trên các thông số lipid máu, làm giảm mạnh mẽ LDL nhỏ đậm đặc, làm giảm triglycerid đáng kể, làm giảm VLDL có chứa apolipoprotein B và làm tăng HDL cholesterol có lợi. Fenofibrat cũng cải thiện LDL nhỏ đậm đặc rõ rệt so với việc phối hợp giữa statin phối hợp với ezetimibe. Điều này đã được thể hiện rõ bởi một cái nghiên cứu đa trung tâm ngẫu nhiên mù đôi có so sánh giả dược ở 611 bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu hỗn hợp với độ tuổi từ 18 đến 79 tuổi. Đây là một cái nghiên cứu lớn, là nghiên cứu Safari, cho thấy việc phối hợp giữa fenofibrat với statin sẽ làm cải thiện thêm chỉ số triglycerid, chỉ số VLDL cholesterol, chỉ số nông HDL cholesterol so với sử dụng statin đơn trị rõ rệt.
và lợi ích làm giảm biến cố tim mạch trên cái phân nhóm có tăng triglycerides tăng và HDL thấp trong thử nghiệm Fibrat đã được khẳng định qua rất nhiều cái nghiên cứu lớn, trong đó đáng kể đến là hai nghiên cứu FIES và nghiên cứu ACCOR. Fenofibrat đã tối ưu hóa kết quả ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Điều này đã được khẳng định qua cái nghiên cứu FIES trên 9.795 bệnh nhân đái tháo đường type 2 và nghiên cứu ACCOR trên 5.518 bệnh nhân đái tháo đường type 2 cho thấy hiệu quả tối ưu hóa rõ rệt về điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường. Và đồng thời các cái khuyến cáo, các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng lớn còn cho thấy không có sự khác biệt về tác dụng không mong muốn giữa nhóm có phối hợp statin và fenofibrat so với việc sử dụng statin đơn trị trong các cái nghiên cứu lâm sàng và dữ liệu đời thực, trong đó có nghiên cứu ACCOR và nghiên cứu ELITE với những cái chỉ số hết sức là thuyết phục. Như vậy trong buổi trình bày ngày hôm nay tôi xin kết luận là ở những vấn đề chính sau. Thứ nhất, chỉ số nông HDL cholesterol là mục tiêu điều trị thứ hai, đặc biệt là trên bệnh nhân, những đối tượng bệnh nhân là bệnh nhân đái tháo đường có hội chứng chuyển hóa thông qua đánh giá bằng chỉ số nông HDL cholesterol. Nông HDL cholesterol dễ thiết lập trong hệ thống xét nghiệm, không phụ thuộc vào bữa ăn và không tốn kém. Việc kiểm soát chỉ số nông HDL cholesterol là vừa kiểm soát chỉ số LDL cholesterol và triglycerides. Và cuối cùng là liệu pháp phối hợp giữa statin và fenofibrat là giúp kiểm soát nông HDL cholesterol và làm giảm biến cố tim mạch đã được chứng minh qua các cái nghiên cứu lâm sàng và dữ liệu đời thực. Phần trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp ạ.